Chào mừng các bạn đã đến với kênh Thánh Đưa Đen. Video chia sẻ hôm nay chúng ta cùng nhau đến với nền tảng Bybit. Chúng ta sẽ tham gia tương tác với Bybit Quest 3 để các bạn có cơ hội chia sẻ phần tài thưởng là 4,5 triệu token OKZ. Dự án này thì yêu cầu chúng ta sẽ cần nạp 10 USDC vào trong đây để các bạn có thể là có cơ hội nhận được những cái phần thưởng reward ở trong cái event này. Đối với dự án thì các bạn sẽ tham gia như sau. Trước tiên là nếu như các bạn chưa có ví đám mây của Bybit thì các bạn sẽ tạo cái ví đám mây của Bybit nhé. Còn đối với anh em dùng điện thoại thì anh em có thể là mở ứng dụng của Bybit ra nhé. Ở trong ứng dụng này thì anh em có thể ấn vào cái phần thêm này. Nếu không có thì các bạn có thể tìm trong đây nhé. Còn mình đã đưa cái giao diện của West 3 ra bên ngoài rồi. Các bạn có thể ấn vào West 3 này. Các bạn chưa tạo ví đám mây của Bybit thì các bạn có thể tạo ví luôn nhé. Và đây chính là phần ví của anh em này. Đó, anh em có thể thấy là mình cũng đang có cái ví và đang quản lý tiền ở trên này. Cũng có một số lượng tiền nhỏ nhỏ trong đây. Đấy, và iRope của chúng ta thì nó nằm ở OKS iRope này. Thì bây giờ các bạn có thể trở lại với cái phần giao dịch ở đây. Đấy. Các bạn có thể ấn vào phần giao ngay, các bạn mua cho mình một lượng SOL nhé. Trước tiên thì bây giờ mình sẽ cuộn xuống đã. Bây giờ mình sẽ chuyển cái tài sản vào. Chuyển từ bên hợp nhất vào trong bên funding vào trong hợp nhất này. Rồi mình sẽ rút SOL vào đây để mình có làm đấy. Cái này thì chắc anh em chỉ cần độ khoảng 20 đô SOL thôi, nhưng mà mình khả năng mình sẽ mua nhiều hơn. Đây anh em nhé. Ở đây thì các bạn mua SOL này. Chúng ta mua SOL thì các bạn có thể dùng lệnh market cho nó nhanh. Mình sẽ mua nhiều hơn nhé, mua tối đa luôn này. Rồi ok. Ở đây thì chúng ta có thể ấn vào phần tài sản nhé, các bạn ấn vào phần rút tiền ra này. Chúng ta chuyển tiền đã, chuyển tiền từ bên ngoài đã. Đấy, mình có thể hướng dẫn cho anh em cả thao tác ở trên điện thoại và thao tác trên máy tính, anh em nhìn rất là tiện đúng không? Cái này thì rất là hay, iPhone thì là có cái tính năng này, mình lại dùng MacBook nữa nên là có thể là liên kết được. Rồi bây giờ mình sẽ chọn phần rút ra nhé, chọn SOL này. Thì rút ra bên Bybit rất là hay, có một cái rất là hay như thế này. Các bạn có thể sử dụng cái thao tác nhanh đó là các bạn chọn Bybit Wallet luôn, nó sẽ tự động nó ép ví vào. Đây mình sẽ cho anh em, mình sẽ kiểm tra cùng anh em xem cái ví nó có chính xác là cái ví mà chúng ta cần nạp không. Đây này, SOL nhé, thấy không? 63Q này, thấy chưa? Đấy, rất là hay luôn, tính năng này cực kỳ tiện lợi cho anh em. Đã vào phần rút tiền này. Và bây giờ thì các bạn có thể tích vào đây, ấn vào và xác nhận này. Đấy, các bạn lấy mã và chúng ta cứ thế chúng ta rút tiền ra thôi nhé. Rồi như vậy là mình đã nộp tiền thành công nhé. Bây giờ chúng ta có thể ấn vào OK này, được chưa? Đấy, thế thì cái chương trình iRope thì các bạn có thể, nếu mà trên điện thoại thì các bạn có thể ấn nhanh vào trong cái giao diện web 3 đây, các bạn ấn luôn cái banner của sự kiện luôn. Đấy, OK iRope luôn, các bạn có thể là tham gia vào sự kiện này được luôn. Nhưng ở trong đây thì mình vì mình không rút trực tiếp ra USDC, mình sẽ có qua một cái cầu là cầu swap nhé. Các bạn có thể dùng cầu Dash Pro cũng được. Đấy, chúng ta có thể bán trực tiếp qua cái Dash Pro. Đấy, chúng ta có thể bán ở trên này nhé. Đấy, các bạn có thể vào đây các bạn bán qua cái Dash này được. Đấy, nó khá là hay luôn. Đó. Và các bạn chỉ cần nhập số tiền nó sẽ tự động ra cái lượng số ra. Hoặc là anh em có thể sử dụng cái thao tác đó là swap. Đấy, swap thì khả năng là nó sẽ tốn tiền hơn một chút, được chưa? Đấy, nó tùy anh em đang muốn sử dụng cái thao tác nào thì chúng ta sử dụng. Thì cái Dash Pro này nó sẽ qua cái Jupiter nhé, nó sẽ qua cái Dash của Jupiter. Còn cái bên tính năng swap thì nó sẽ rotor đến chỗ nào mà nó cảm giác là nó sẽ tốt nhất đấy. Đây, ở đây tiền mình đã ra rồi, bây giờ mình sẽ chọn USDC nhé. USDC này, USDC đây mình sẽ đảo chiều đi. Đấy, các bạn có thể dùng cái tính năng swap này cũng được nhá. Ồ, nhưng mà nó không update nhỉ. Có vẻ không update, rồi sang Dash Pro đi bán cho nhanh. Đây. Mình sẽ bán sang USDC luôn. Ở đây mình sẽ lựa chọn là đây, mình sẽ la khoảng 11 đi. 0.1. 0.1 thì không biết là ra bao nhiêu. Nó không hiện ra cái lượng lượng trượt cái phí ga cao nhỉ, trượt giá hơi cao. Thôi là mình sang bên này mình swap cho nó dễ rồi. Các bạn có thể kéo xuống để chúng ta cuộn xuống để chúng ta này, không phải một nào. Để xem nó ước tính cái lượng tiền là bao nhiêu, 15 đô, không phải không tám đấy, thôi không tám chắc ra khoảng đấy, ra tầm 12 đô là ổn rồi đấy. Đấy, bây giờ thì các bạn chúng ta sẽ tiến hành ta swap này. Swap sang USDC nhé.
Đây là cái tiến trình swap tôi đang thực hiện và dự kiến nó hoàn thành trong vòng khoảng 3 phút nhé. Các bạn nên swap dư là một chút nhé. Ta swap dư là một chút thì nó sẽ tốt hơn. Tại sao mình làm trên điện thoại? Vì cái thao tác anh em nhìn nó sẽ tiện hơn nhé. Đây còn là mà Adobe thì làm trên máy tính nữa, được chưa? Chờ lát anh em chờ lát để cái coi chúng ta squat thành công đấy, squat thành công rồi nhé. Đấy thì bây giờ anh em có thể ấn vào cái giao diện iRope ngay ở bên trang chủ đây các bạn, hoặc là ấn vào phần ơn thì cũng có này. À không, đây thử iRope này, ơn có thử iRope đây. Nhưng mà có vẻ như cái giao diện này nó hơi là khó nhìn một tí đúng không? Đấy, chúng ta có thể ấn vào đây nhé, ấn vào luôn banner bên ngoài. Thế thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình deposit vào USDC vào đây để có thể là chúng ta bắt đầu tham gia vào cái chương trình iRope này được. Ở đây mình sẽ download tại trang đây, deposit này. Ồ, có rồi này, có rồi mà nó à, đây, đây rồi nó hiện rồi này, nó hiện USDC này. Bắt buộc phải có 10 USDC ở trên ví để có thể là tham gia vào chương trình iRope này. Bây giờ các bạn sẽ làm nhiệm vụ đầu tiên đó là nhiệm vụ follow nhé, mình ấn start đi. Không biết là trên máy tính thì có thao tác được không. Ta sẽ kết nối cái khoản X chúng ta vào trên điện thoại thì sẽ phải đăng nhập, nhưng mà trên máy tính thì chúng ta không cần phải đăng nhập, mình thích cái kiểu này. Đấy, các bạn sẽ trên máy tính thì chúng ta đăng nhập trực tiếp, còn trên điện thoại thì không phải đăng nhập vào trong app, được chưa? Đấy là một cái điều mình rất hay, rất là thích ở trong cái tính năng này. Ở đây thì các bạn lưu ý là các bạn có thể là bật cho mình cái tính năng là cho phép cửa sổ ở trong đây nhé. Rồi các bạn ấn thấy mình đang theo dõi đây rồi, hoàn thành nhiệm vụ đấy. Bây giờ chúng ta sẽ kết nối với Bybit Squarespace để có thể là điền cái mã invite code để hiển thị ở trên page. À, nút start. Mình xem nào. Gì này. Refresh này. Play. Xong xong luôn này. Xong luôn anh em này. Nhưng mà thôi vẫn phải kết nối anh em nhé. Thì ở đây các anh em dùng điện thoại thì sẽ kết nối trực tiếp đến, còn mình dùng máy tính ấy, thì chúng ta sẽ bật cái tiện ích lên. Đấy, các bạn có thể là tải xuống cái tiện ích này. Ở đây chúng ta có một cái tiện ích nhé. Tiện ích ở đâu nhỉ? Chúng ta có thể là bật cái tiện ích này lên. Đây, các bạn vào download đây thì nó sẽ hiện cái tiện ích của mình. Bây giờ mình chỉ cần bật thôi. Đấy, bản thân mình cũng đã đăng nhập cái ví vào đây rồi. Đấy, đây là cái ví có cụm từ Facebook này. Còn mình hướng tới là ví đám mây cơ. Đám mây đây đây. Có thể bật cái mật khẩu quỹ mà mình không cần thiết đấy phần này. À, bây giờ mình sẽ kết nối cái ví của mình vào nhé, Bybit Wallet này. Đây này, mình view lại trang nhé. Tại sao mình phải kết nối, cái việc kết nối nó rất là quan trọng nha, nó sẽ quyết định xem là anh em chúng ta có tham gia vào chương trình lúc hay không. Nếu các bạn không kết nối thì sau này nó không xác nhận được thì rất là mệt đấy. Đấy, các bạn kết nối và các bạn có thể chơi game qua một tí nhá. Ở trên máy tính nên là nó cũng hơi khoai thì đúng không? Đây, chúng ta đang ở trong cái quá trình này rồi, và có vẻ là check reward ở trên Apple rồi, lát nữa đó. Ở đây nè, ở đây thì ở đây nó yêu cầu là các bạn điền cái default invite hiển thị trên page và chơi game. Đấy. Invite code thì cái default của nó là cái này này, nhìn chưa? Ta điền cái đây này, dịch ra một tí để cho anh em ra cùng nhau làm cho nó tiện nhé. Khổ lại không dịch được tiếng Việt sang tiếng Việt nữa. Kết nối ví Bybit và nhập mã mời mặc định hiển thị trên trang và chơi đồ chơi đấy. Nhà ơi, được định thì chỉ có cái mã này thôi đúng không? Process này. Rồi vào trong đây chúng ta sẽ chơi chơi gọi là chơi dạo thôi. Thực ra dự án này thì thực ra Web3 mình không thích làm lắm vì là nó hơi bất tiện, nhưng mà dự án này nó quá dễ anh em ạ, nó quá dễ nên chơi tí. Rồi bây giờ chúng ta sẽ ấn cái start nhé, các bạn sẽ mở vào đây. Rồi cho nó di chuyển đây đi. Cái này nó di chuyển ra đây.
đó là cho con hươu nó đi ngủ, và đó chúng ta nhận được một cái lượng lượng coin. Rồi confirm nhé. Rồi bây giờ thì các bạn sẽ đến với cái phần ghế này, chỗ ghế này chúng ta sẽ gõ gõ đủ 88 lần tụng kinh thì sẽ xong cái phần này, khá là thú vị đúng không? Chúng ta cứ chơi game thôi, chơi game nói chung là cũng giải trí một chút cho nó thoải mái đúng không ạ? Ở trên điện thoại thì anh em cũng làm tương tự nhé. Rồi ok. Rồi bây giờ thì ở đây đấy. Rồi chúng ta có thể ấn close. Ở đây tiếp tục này. Tiếp tục chúng ta sẽ có cái phần đọc báo. Rồi, đây là vừa đọc báo vừa đi dị đúng không? Rồi đôn nhé, ấn đôn thì nó sẽ phát một lúc, sau này chúng ta sẽ nhận được cả cái point. Rồi trong đây có phòng tập gym cái thứ này, chúng ta có thể đến đây các bạn và tập gym và nút đôn luôn này. Đấy. Nói chung là chúng ta cũng nên làm một số cái cử chỉ thôi, cái này nó không không phải là bắt buộc nhưng mà làm một số cái cử chỉ, tức là chúng ta đã thực hiện nhiệm vụ rồi, đúng không ạ? Rồi ok, nó ăn đâu nhỉ? Ok, unsnack này, đây là đến quán unsnack, chúng ta sẽ mua cái hot dog. Hot dog thì nó sẽ mất một ít point. Cái này nó sẽ giúp cho anh em ta tăng tiết lên là 6 tiết đúng không? Rồi, cái quá trình ăn thì nó sẽ cũng sẽ mất một chút thời gian. Nó sẽ đi loát một lúc. Rồi cứ cầu lâu đi tính. Ở đây có ăn phở này, cái này đi ăn phở. Và trong đây là cái vườn thú nhé, vườn thú trong này thì sẽ có cái mã mời. Đấy. Có tổng số là 5 cái mã mời, mình cũng không cần mã mời luôn, nên dự án này thì khỏi. Ok, như vậy anh em nhé, chúng ta có thể là thấy là như vậy. Các bạn trở lại home home được một chút này, trở lại home này thì các bạn ấn vào đây cái biểu tượng này thì các bạn sẽ thấy được cái lượng zone của chúng ta có trong này. Đây là số zone các bạn có nhé. Đấy. Rồi trong đây thì vẫn là zone này. Ở đây có cái quyển sách. Ở đây chúng ta có cái nhiệm vụ hàng ngày, các bạn đã đạt được nhiệm vụ nào. Đấy. Đôn này, đôn này. Đấy. Mở với không zone này. Ok. Rồi chúng ta xác nhận cái nhiệm vụ này thì nó sẽ có một cái lệnh xác nhận giao dịch. Thì mất kho phí ga. À đây thì các bạn cần phải bật tất cả các mạng lên nhé, thì nó mới hiện ra được cái mạng xôn này nhé, để chúng ta có thể ký được cái thao tác này. Đây. Lại thì mình không có bật. Rồi ta Apple này có thể nguy hiểm thì không, cái này không sao cả, cái hợp đồng thông minh này không có vấn đề gì cả. Các bạn điền mã xác thực Google Authent nhé. Rồi ở đây mình vừa confirm cái lệnh này và chúng ta sẽ chờ đợi ít phút nhé. Đây là bấm lệnh có ga, mà số ga thì cũng nhỏ thôi. Cái này gọi là chơi game một tí thôi anh em ạ, chơi game gọi là điểm qua chút thôi, nó không quan trọng lắm nhé. Đây anh em thể theo dõi lịch sử. Rồi, ok, các bạn sẽ nhận được 300 coin. Phía dưới đây thì anh em thấy là nhiệm vụ của đồn thì đã có này. Set này, các bạn có thể ấn vào nút set đây. Đấy, ấn nút set ra. Rồi bây giờ các bạn ấn close nhé. Rồi, ok. Vậy thôi. Nói chung là cứ ghi vừa vừa vậy thôi đúng không ạ? Rồi có point này. Đấy thì anh em chúng ta có thể là hoàn thành thêm những cái nhiệm vụ trong này nhé. Các bạn thậm chí có thể nạp tiền vào rồi các bạn những cái thao tác khác nữa. Session quest ở đây. Chúng ta có thể check comment ok các thứ này. Nói chung là đây chỉ là cái những cái nhiệm vụ để chúng ta săn Aerobe thôi. Đấy, thì anh em chúng ta thích thì các bạn có thể làm thêm. Chiếu là các bạn hướng đến cái Aerobe chính này thôi, các bạn đỡ mất thời gian thì các bạn cứ làm cái này thôi. Ở đây thì chúng ta ấn vào phần request nhé, request đấy, xác minh thành công này, rồi xem phần tử trên Dapper. Đấy, chúng ta có thể là xem phần tử trên Dapper đây. Rồi
Rồi sau này thì lúc nào mà có cờ lên Aerobe hay phát Aerobe thì mình sẽ thông tin lại anh em sau. Còn trước mắt chúng ta cứ như thế đã. Ok, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau tham gia một chuyến Aerobe với dự án OKZoo. Đây là một cái dự án khá hay đến từ nền tảng OKS với pool tài xỉu là 4 triệu 500 token OKZ. Cảm ơn em đã theo dõi video và xin chào các bạn. Tới tiếp theo.